tránh giải U23 Đông Nam Á để tính ngôi vô địch SEA Games. Đội U23 Indonesia giờ chất rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á khai mạc ngày 14 tháng 2 tại Campuchia. Trong khi đó, U23 Malaysia và Thái Lan thì cử đội U23 thiếu rất nhiều ngôi sao đến Campuchia tranh giải. Khác với các đội trên, U23 Việt Nam Việt Nam đưa huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt đã đến Campuchia với thành phần mạnh nhất. Indonesia là đương kim vô địch giải U23 Đông Nam Á nhưng lấy lý do có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 và rút lui. Tương tự là Malaysia cũng với lý do trên nên mang đến thành phần nhiều cầu thủ dự bị. Giải U23 Đông Nam Á được xem là giải tiền SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2022. Các đội tham dự với thái độ ra soát lực lượng và cả thăm dò nhau, trong đó nhiều đội mang mục tiêu soán ngôi vô địch của Việt Nam. Đặc biệt là đội Indonesia do huấn luyện viên Shin Tae Yong người Hàn Quốc dẫn dắt đã có nhiều tiến bộ với thành phần nhiều cầu thủ U23 nhưng vào đến. Chung kết AFF Cup vừa qua cũng có ý kiến cho rằng ông Shin Tae Yong muốn tránh sân chơi U23 Đông Nam Á bởi không muốn các đối thủ nhận diện nhiều về các học trò mình trước mục tiêu vô. Đợt SEA Games mà đã rất lâu rồi, Indonesia chưa có được. Và việc Indonesia rút khỏi giải U23 Đông Nam Á là chiến lược của ông thầy người Hàn Quốc. U23 Indonesia được đánh giá rất mạnh với nhiều trụ cột đội tuyển vào đến chung kết AFF Cup 2021 và có nhiều cầu thủ. Thi đấu ở nước ngoài như Watin, Iji Maulana, Bagut. Tương tự, huấn luyện viên Brad Maloney của Malaysia cũng không yêu cầu gọi cầu thủ nước ngoài về đá giải U23 Đông Nam Á mà ông cho đó là giải nhỏ, mang tính thử nghiệm. Ông muốn có một U23 Malaysia gây bất ngờ tại SEA Games 31 vào tháng 5. Huấn luyện viên Wu Surimaka của Thái Lan thì xác định chỉ đưa thành phần phụ sang Campuchia đá giải U23 Đông Nam Á. Thành phần các cầu thủ U23 đang khoác áo câu lạc bộ Thái Lan đá thai Lích tuyệt nhiên ông Wu Úc không đụng đến và đó sẽ là những cầu thủ chính dự SEA Games 3. 11. Có lẽ vì thế mà giới chuyên môn ở Đông Nam Á, đặc biệt là truyền thông Thái Lan, Indonesia, Malaysia, đều ít quan tâm đến giải U23 châu Á mà chờ sự phân tài ở SEA Games 31 vào tháng 5 tại Việt Nam.